Việt Nam sẽ hướng lợi ra sao từ việc Trung Quốc mở cửa hậu Covid-19? Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 2% vào năm 2023 nhờ việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Trong báo cáo mới phát hành, ông Michael Kokalari, kinh tế trưởng tập đoàn Vina Capital cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, vì vậy, các nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và mọi người đều quan tâm đến tác động từ việc Trung Quốc nới lỏng chính sách zero covid-19 đối với Việt Nam. Theo đó, các công ty Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại, chẳng hạn những công ty thủy hải sản và sản xuất nông nghiệp khác. Du lịch nước ngoài đóng góp khoảng 10% GDP của Việt Nam trước covid-19 và lượng khách du lịch nước ngoài đang trên đà đạt 25% so với mức trước dịch trong năm nay. Lượng khách du lịch nước ngoài kỳ vọng đến Việt Nam sẽ đạt trên 50% so với mức trước Covid-19 vào năm 2023 dựa trên giả định rằng lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ trở lại bình thường vào nửa cuối năm sau. Tuy nhiên, tốc độ phát triển gần đây ở Trung Quốc cho thấy lượng khách du lịch Trung Quốc có thể phục hồi nhanh hơn, do đó khách du lịch Trung Quốc có thể đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm tới so với dự kiến hiện tại. Chúng tôi kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam hơn 2% vào năm tới do lượng khách du lịch Trung Quốc trở lại vào nửa cuối năm 2023, ông Michael Kokalari nhận định. Vina Capital cũng nhận thấy một số nhà đầu tư có những lo ngại rằng việc nền kinh tế của Trung Quốc mở cửa trở lại có thể giảm sức hấp dẫn của Việt Nam cho đầu tư FDI. Điều này không có khả năng xảy ra vì căng thẳng Mỹ-Trung vẫn còn. Điều này đã thúc đẩy các công ty đa quốc gia chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Bằng chứng là thẳng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng gấp 3 lần, từ 25 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2018 lên đến 75 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2020. Theo khảo sát của tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO và các tổ chức khác, mức lương tại nhà máy ở Việt Nam chỉ bằng 2 phần 3 so với ở Trung Quốc, nhưng chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam tương đương với Trung Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm hơn một nửa vốn FDI của Việt Nam đều đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về cơ cấu dân số và các vấn đề kinh tế nan giải khác, buộc các công ty ở cả hai nước phải đầu tư ra nước ngoài điều này cho thấy việt nam vẫn đầy hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài